back to self education. Đối với bạn á, bạn biết được từ vựng trong tiếng Anh nào có S mà nó lại là số ít không? Cùng đi hỏi thầy nha. Thầy ơi, em đố thầy có từ tiếng Anh nào sau đuôi nó có S mà nó là số ít không thầy? À, khó à nha. Nhưng mà thầy sẽ chỉ các bạn một số mẹo sau đây ha. Thứ nhất đó là một cái môn học và tất tự tưởng cùng là ICS. Thì như các bạn có môn vật lý đúng không nè, Physics, hoặc là môn gì ta, môn toán đúng không nè, Mathematics, hoặc là một môn hơi khó nuốt đó là môn thống kê học, Statistics. Rồi, môn học xong rồi ha. Thứ hai là những cái bệnh. Chẳng hạn như ở nhỏ mình hay bị bệnh sởi đúng không, mình có Measles, và bị quai bị là gì ta, Mumps. Và mình có một số từ vựng đặc biệt mà bạn thấy là nó có S hoặc là ES nhưng mà nó ở số ít. Thì mình có a series of events, là một chuỗi những sự kiện ha. Mình có một phương tiện giao thông đi nè, a means of transportation, nó có S nhưng là số ít ha. Hoặc là mình có một cái giống loài trong tiếng Anh là a species, cũng là có S. Số nhiều của nó thì cũng S như vậy ha các bạn. Hoặc là mình có một cái đội quân thì là a corps. Và đây là đặc biệt nha, CORPS, có P của S mà các bạn chỉ đọc là a corps, a multinational corps, là một đội quân nhiều quốc gia, đa quốc gia ha. Hoặc là mình có cái từ nào ta, headquarters là gì ta, là trụ sở chính hoặc là bản doanh, thì mình sẽ luôn luôn có S ha các bạn ha. Rồi, that's it. Thank you teacher. Xin chào các bạn ha, và các bạn nhớ là chúng ta hãy bấm like và subscribe trên kênh để chúng ta có thể học thêm được những kiến thức mới về tiếng Anh nhé. Goodbye, see you.